Hi, xin chào cả nhà đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Hôm nay thì em sẽ quay lại sinh hoạt một ngày ở trong ngôi nhà ở nông thôn Đông Bắc Trung Quốc thì sẽ như thế nào, để ông bà cô chú mình có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống của người dân ở nơi đây. Thì buổi sáng khi mà thức dậy ở nhà thì ở chỗ em thì không có vòi nước tự nhiên để mà rửa chén hoặc là rửa mấy cái vật dụng này kia trong nhà. Khi mà rửa cái gì xong thì bưng nước đi đổ, chứ không có chỗ mà ngồi rửa chén như là ở Việt Nam mình. Và cái này là rất bất tiện ha. Và rửa mặt thì cũng sẽ lấy nước nóng và đổ ra cái thau này để rửa. Bên đây là cái giò nước công tơ nè. Lúc này thì nhà nước đã xử lý để cho nó không có bị đông lại và người dân có thể sử dụng sinh hoạt ở trong mùa đông. Trên đây là cái bình nước lọc. Cái này sẽ lọc nước sạch, lọc nước ở dưới đây là nước công tơ, qua đây là nước sạch. Chỉ có nước nóng, nước lạnh bên đây cho mình luôn. Nhưng mà nhà em thì mẹ chỉ sử dụng cái nước bình thường là lọc thôi, chứ không có sử dụng nước nóng, nước lạnh nha. Nhưng mà em rửa mặt thì em sẽ lấy nước ở dưới đây. Ở thì cả nhà thấy đây là nước công tơn đang chảy ra nè, cho nên là nó sẽ không có bị đông lại. Còn hiện tại thì nước ở bên ngoài tất cả đều đóng băng. Ba chị quẳng hồi lại hả? Ừ, em mời cả nhà mình ăn sáng nha. Cái này là đồ ăn ngày hôm qua còn dư thì hâm lại thôi. Thì canh đậu hũ đông với lại là tôm. Thì cái này là sáng thì ăn đơn giản, do là ba mẹ thì thức rất là sớm. Đó là ba mẹ em thì tầm khoảng 6 giờ chiều là bắt đầu ngủ, và tầm khoảng 9 giờ đêm tối là bắt đầu thức dậy tiếp, xong rồi nằm xem điện thoại, rồi tới 1 giờ đêm là bắt đầu ngủ tiếp. Cho nên là giấc ngủ không có giống cùng lúc với mình á. Rồi cái là sáng tầm khoảng 4-5 giờ sáng là bắt đầu giật mình dậy rồi, không có ngủ được nữa. Xong rồi cái là ba mẹ sẽ lúc trước thì em sẽ luôn cố gắng để mà dậy sớm. Buổi sáng nấu ăn chung luôn. Nhưng mà do là ba mẹ thức quá là sớm, còn em thì em lúc nào cũng bán hàng và chỉnh sửa video, tới 1-2 giờ đêm em mới ngủ. Mà 4-5 giờ sáng hoặc là 6 giờ sáng em phải dậy chung một lúc để mà chuẩn bị đồ ăn sáng á. Em phải dậy chung một lúc để mà chuẩn bị đồ ăn sáng á, thì sớm quá em chịu không nổi. Nên là thời gian đầu rất là nhiều tháng liền là em dậy sớm mà người em như là con mắm khô luôn. Kiểu như mình mất ngủ mà mình chịu không nổi á. Cái là anh xã mới nói với ba mẹ là thôi không ấy, thì buổi sáng á, ba mẹ dậy sớm thì ăn sáng trước đi, rồi tụi em á, dậy lúc nào á thì tụi em sẽ ăn sáng lúc đó. Cho nên thành ra là bây giờ buổi sáng á, thì em với lại anh xã sẽ tự ăn cơm như vậy nè. Còn ba mẹ thì ăn trước rất là sớm rồi. Thì tụi em dậy á, không phải là trễ mà nó không có cùng một lúc như là ba mẹ. Ba mẹ thì 4-5 giờ dậy rồi, còn mình thì 7-8 giờ, do mình ngủ trễ mà, nên là 7-8 giờ mình mới tỉnh. Nếu mà ngủ không đủ giấc, không đủ tiếng là người mình nó mệt đó, nó nhừ á đó. Đó thành ra nên tụi em cuối cùng là tụi em ăn khác giờ là dậy. Là dĩ phụ tiếng hậu khăn nè, ta sẽ xa thiên là dĩ phụ chưa sự hâu lận đi khang khang chưa sự hâu lận rồi chưa choang chưa gió điện gió điện lận tôi chưa sự hâu choang vô lẽ của chưa sự hâu sang miên này thế chưa nãy nhỉ cao yên cái nắng choang ha của khang chưa của khang chưa cơ chưa gió điện sang xiển thiên đi choang rồi nát cơ
chi chai trong chữ dê rồi nè. Thì cho ăn rất là xín rồi. Do toàn khu nè. Có cảm giác thay gió điện sang rồi đó. Mà cảm giác cho cơ hậu khao và chân mãi cho cơ. Vậy nè. Như nãy giờ hình đô ta phần gì đâu chinh Quảng Châu thì di phụ hứa lấy mai. Như nãy dì sư Quảng Châu di phụ hứa lại. Rồi hầu dư nãy phân cửa đờ hoặc hai thì trong vô lẻo hoặc buôn máy dư nãy phân cửa. Chưa sang áo. Từ áo dài sẽ. Hầu sang ná bên đờ. Cái này cũng gì Út tặng em nè, ba chai. Chai này cũng giống như là cái chai thứ hai này. Mà hình như là dưỡng ẩm hay sao em cũng không biết nữa. Em chưa có xài. Thảo là bye bye là gì? Bye bye là gì phô? Bên đây thời tiết ở em ban ngày á, thông báo là được nhiệt độ là -1°C. Em thấy á, là qua tầm khoảng 4-5 bữa nữa là nhiệt độ ban ngày á, là nắng lên được tầm khoảng là 3°C tới 9°C. Em thấy nhiệt độ như vậy em mừng quá trời mừng luôn á. Nắng lên một xíu á, cho nên là ở bên ngoài tuyết nó tan bớt một chút rồi nè. Nhưng mà mình mặc như vậy mình ra ngoài thì mình cũng rất là lạnh nha, phải mặc áo đông. Chưa xa. Chưa xíu thì máy là sao? Trời ơi, mua cái bịch đậu hũ đông. Nhìn mà khủng hoảng luôn á. Nè mà có chú xem. Đậu hũ đông ở đây nè. Nè mua cái bịch luôn. Dễ sẽ tông tông hũ à, thoải mái lắm mà đùa à. Lạnh nha, lạnh nha, lạnh nha cái nha. Đây mà. Đây là sẵn đậu mặn. Nè em mua cái thịt heo hôm bữa mà chưa có nấu nè. Chưa đâu thôi. Sai, dâu sư sa gì bút xịn, căng sư sa hoàng. Thì em lấy mấy con mực đi, lấy mấy con mực vô nấu canh nha cả nhà. Do là mình mua về là đồ cấp đông mà trong cái kho, trong cái phòng của em bây giờ mà nhiệt độ mà để con mực mà đông bữa giờ đông cứng như là cả nhà mình biết là lạnh tới mức độ cỡ nào luôn nè. Đó là cái kho trong đây là nó còn hơn cái tủ lạnh nữa nha. Không có máy sưởi là người dân ở đây sống không nổi đâu. Này mua về mình để đây, giờ mình ra mình lấy giống như đi chợ quá, lấy như đây vô nấu canh nè. Tụi than ha, tụi chưa có sai nè. Trời ơi, rau đông hết rồi nè. Nhưng mà cái này cũng rã ra thì vẫn nấu canh được. Đây chính lại tụi thang đây. Tính ra dụ, chính thế nào? Nhìn nãy chính lại là không? Tính ra dụ. Đi bây giờ à? Nói cho thang được. Nhưng mà đông như vậy rồi á, nhưng mà vẫn ăn nha. Thịt. Cái này là ba mua. Cái đùi dê ba mua là bữa trước ba mua để Tết ăn nè. Còn này tháo bữa em ra sẵn đi, có đóng đây. Tôm gì? Này vô ra đông nha, ra nửa rã đông ra rồi mình ăn nha cả nhà. Rã đông ra mình ăn nước của nó. Đi vô sẵn. À, sải còn dưa leo nè, rồi cà rốt, với lại là cái ngò ngày hôm qua bào sẵn á,
Sẽ kêu là nấu cái này nấu canh ăn luôn. Tại vì bây giờ là ở mùa đông á là rau mua đắt hơn cả nhà. Mà bình thường á ở bên Trung Quốc thì cà rốt hoặc là dưa leo người ta cũng đều thường xuyên nấu canh cho nên là vẫn ăn được. Thật ra nhà em vẫn tận dụng ăn luôn nha, chứ không có bỏ nha, lãng phí á. Sao hôi hả? Đây là cơm nguội nhà em của mẹ, em làm lại thành cơm chiên nha. Có chẳng chiên thang à? Ờ. Để chiên à? Ừ. Biết không? Hai mấy trận họ chưa tỉnh họ. Có chưa lặng thang cho họ ha.
吃饭了，吃饭了。吃饭了。这是早上的饭。哦，是饭。对，然后我就煎起来，和油鱼更沙的。和油炒的煮。对，就炒上来很好吃了。煎的饭。嗯。不爱吃，嗯，不爱吃，不爱吃干啥？你爱吃不爱吃？不爱吃，好少吃了。哦，他不爱吃。 我不爱吃，不爱吃，不爱吃。阿嫂，最爱吃。真爱吃。吃吧，你吃你的。你讲一讲看看怎么样？我肯定以后你又见我讲给你吃。我俩够了够了。看看。好吃啊！不应该再要了啊。很好吃了。 很香吗？哈，香，好吃。对。把鱼弄热了。我没有胡吃菜。有。有鱼，然后还有就是那肉。哦，我觉得没有你吃菜，这碗你也不带吃。嗯。你没啥吃。新吃的，你要煎的饭吧，然后一会吃那个饭更鱼。哦。哎，有鱼的汤。 也很好吃啊，嗯，这里面这个汤有鱿鱼啊，嗯，啊，这里有鱿鱼，来，你看，啊，有鱿鱼啊，嗯，哎，忙吧，公主跟跟中回来见了您呀，那个金针，嗯。Từ lúc qua Trung Quốc tới giờ là em mới tự chiên cơm lại một lần nè. Cũng rất sầu y tiếng hậu à. Ừ. Chưa học chưa hả mà? Ừ. Lần thang chưa gian đâu học chưa ha? Dạ. Dạ. Nó sao mà cái mà rí rừng quên lên nó mà không thấy của tao rồi. Ba ba xưa là mà? Mấy xưa rồi. Đi xưa khang khang chị Maya. Nó sầu sả. Đi xưa hài mấy xưa sầu gì thì không biết đâu. Khảo hiếu sầu bởi rồi. Khảo hiếu. Chưa gian xưa căng lận ha, khẳng định chưa gian hồi xưa mà ha. Với chí đàn trọng này là hồi xưa, nhưng mà em đừng có xử, em đừng có xử. Chưa có chi gì? Chưa lý bên giờ chi đang, dấu dị, xa. Lũ vô, khủng lũ vô. Đây là canh mực. Hôm nay là 27 Tết âm lịch, cho nên là em cũng chúc ông bà cô chú anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ có một cái Tết thật là vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cả nhà năm mới bình an và thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương và đồng hành cùng với gia đình Tiểu Hồ. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.